Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã tìm được người cha của Dĩnh Oánh Nhi, ông ta tên là Lâm Chu và Lâm Chu đang giữ cái bí mật trường sinh. Ông ta nói rằng à, cái bí mật trường sinh này xuất phát từ một chiếc gương nằm sâu dưới đáy biển. Và lúc này thì không chỉ có Tô Bạch đang quan tâm tới chiếc gương này mà còn có cả một gã thính giả. Người này chính là người chủ mưu của cái vụ án người yêu của Sở Triệu hồi xưa Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục để tìm hiểu nha Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe kênh nha Hay sớm một chút, chịu một đòn của anh Quan hệ nhân quả giữa chúng ta sớm kết thúc Từ gia thành nặng nề thở sốc một hơi Sau đó đưa tay đi, lau khoe máu bên miệng Chỉ vào lâm chu ở bên người anh không có hứng thú với cả tấm gương kia vậy thì mong anh đừng nên quấy rầy chuyện tôi làm man chưa hả từ gia thành rơi xuống mặt đất đứng ở trước người lâm chu khóe miệng của anh ta mang theo một nụ cười lạnh rồi nói tôi cảnh cáo ông đừng có đùa nghịch hoa chiêu gì với tôi nếu không tôi sẽ khiến cho ông không phải hối hận nữa đâu tôi không tin trên thế giới này thật sự không có người nào khiến cho ông phải vương vấn sắc mặt của lâm chu thản nhiên đôi môi trắng bạch hơi mím lại rất nghiêm túc gật đầu tô bạch cũng từ trong nước đi ra từ gia thành cố ý nhường làm cho trận đánh này của tô bạch thật đúng là đánh chưa đã nghiện nhưng mà cũng không thể làm gì khác được suy nghĩ của từ gia thành tô bạch cũng rõ ràng thật ra thì giữa hai người bọn họ không tính là quan hệ nhân quả không chết không thôi anh ta cứ như thế Nhận lấy một đòn kia của hắn đã xem như là xóa bỏ Nếu bản thân của hắn tiếp tục dây dưa Phát thanh khủng bố sẽ tính toán gia tăng nhân quả lên chính hắn Gia tăng độ khó của chuyện xưa tiếp theo cho Tô Bạch Được không bù mất Lúc này thì dĩnh Oanh Nhi cũng lái xe đến bên đây Cô ấy nhìn khóe miệng của tờ Gia Thành có cả vết máu Cả người Tô Bạch ướt sũng cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ lặng lặng lấy khăn lông khô từ trên xuống lau người cho cha mình. Ngày mai xuất phát, tôi sẽ đến tìm ông. Nếu mà ông lại dở trò gian ra nữa, tôi sẽ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn đấy. Từ gia thành nhìn Lâm Chu, nói ra những lời cảnh cáo. Rất hiển nhiên thì anh ta xem chuyện Lâm Chu và Tô Bạch ở cùng một chỗ là do Lâm Chu cố ý dùng thủ đoạn. Thật ra điều này quả thật có chút hiểu lầm. Có lẽ ý định ban đầu của Lâm Chu là thông đồng với một người tương tự như từ Gia Thành để đi ra cùng nhau hành động. Nhưng mà việc Tô Bạch tìm tới Lâm Chu chính là một loại cơ duyên xảo hợp. Còn nữa, lúc trước hắn và Dĩnh Oánh Nhi quen biết nhau, điều này luôn không có khả năng là do Lâm Chu sắp xếp từ trước. Ông ta chỉ là một người đã sống trăm năm thôi, mà không phải là một lão yêu quái đã sống một nghìn năm. Có lẽ không thể nào làm được một bước này. Đương nhiên cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Dinh Oanh nhì lại lấy ra một số thuốc cho cha của mình uống. Lâm Chu không chút do dự, nuốt hết toàn bộ số thuốc này vào. Sau khi Tô Bạch nhìn thấy được cảnh tượng cuồng loạn của ông ta ở dưới đáy nước, hiện tại Tô Bạch không có chút nào cảm thấy trên người của Lâm Chu còn hơi thở nho nhã gì nữa. Thậm chí hiện tại Lâm Chu khiến cho Tô Bạch loáng thoáng có một loại cảm giác buồn nôn. Rốt cuộc là vì cái gì? Lại khiến cho Lâm Chu vẫn luôn kiên trì kéo dài hơi tàn của mình. Mặc dù bề ngoài nhìn rất vẻ vang, nhưng mà loại trạng thái sinh tồn này quả thật so với cả cương thi thì còn tồi tệ hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để ngẫm lại. Tô Bạch cảm thấy nếu như hắn là Lâm Chu, đoán chừng hắn đã sớm tìm một chỗ để tự sát rồi lấy tính cách của tô đại thiếu gia hắn có thể tiếp nhận việc mình trong lúc chiến đấu bị đập gãy tứ chi thậm chí là vì mạng sống của mình từ chỗ dơ bẩn trong hầm phân heo leo ra ngoài nhưng mà điều này đều không có gì đáng nói nhưng mà tô đại thiếu gia hoàn toàn không tiếp nhận được một loại cuộc sống một bên trước mặt người khác thì sống ngăn nắp xinh đẹp một bên thì ở sau lưng không ngừng có sáp dầu từ trong chính tai, mắt mũi miệng của mình chảy ra. Dáng vẻ trường sinh như vậy, dáng vẻ thanh xuân như vậy, còn có cái dám gì nữa? Từ Gia Thành chuẩn bị rời đi, anh ta cứ như thế nhận lấy một đòn của Tô Bạch, quả thật cần phải trở về để điều dưỡng một chút. Một đòn này của Tô Bạch thì cũng chẳng có bao nhiêu bạo lực, quả thật đối với cả Từ Gia Thành mà nói, anh ta có thể chịu đựng được chẳng qua điều khiến tô bạch cảm thấy khó chịu chính là mình vẫn không thể nào tận hứng đánh một trận hiện tại tô bạch thật đúng là rất ngứa tay ngứa chân vào lúc này thì lâm chu lại bỗng nhiên nói cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhé sao nào lời này thật đúng là giống như trưởng bối ở nhà mấy vãn bối đến trong nhà của mình chơi sau đó rất tự nhiên giữ bọn họ lại ăn cơm Chẳng qua từ mặt tuổi tác mà nói Lâm Chu đúng là trưởng bối Chỉ là rất đáng tiếc Trong mối quan hệ của thính giả Không phải là dựa vào điều này Từ gia thành hừa lạnh một tiếng Hiển nhiên anh ta cảm thấy Cái đề nghị này rất hoang đường Anh ta mở cửa xe ra Ngồi vào trong xe Lamborghini của chính mình Vào lúc này Lâm Chu lại bỗng nhiên nói Lời này thật đúng là giống như trưởng bối ở nhà vậy. Mấy vãn bối đến trong nhà mình chơi Sau đó rất tự nhiên Giữ bọn họ lại ăn cơm Chẳng qua từ mặt tuổi tác mà nói Lâm Chu đúng là trưởng bối Chỉ là rất đáng tiếc Trong mối quan hệ thánh giả Không phải là dựa vào điều này Từ gia thành hừa lạnh một tiếng Hiển nhiên Anh ta cảm thấy cái đề nghị này rất hoang đường Anh ta mở cửa xe ra Ngồi vào trong chiếc Lamborghini của chính mình Tô Bạch liếc thoáng qua chiếc xe kia. Hắn chợt phát hiện ra từ sau khi chính mình lái quen chiếc xe Pulsin phổ tăng. Bây giờ nhìn thấy xe đua, hắn lại cảm thấy quá rêu rao. Ngay cả khi liên quan đến người như là từ Gia Thành, Tô Bạch vẫn cảm thấy rất rêu rao. Từ cách ăn mặc đến trong tính cách của đối phương, thật đúng là rất giống hắn. Bản thân của hắn nhìn thấy từ Gia Thành, tràn đầy đều là bóng dáng của mình trước kia mà phần lớn người khi nhìn thấy một số thứ của mình trước kia thường sẽ sinh ra một loại cảm giác trước kia sao mình lại ngu như vậy? Dĩnh Oánh nhì vô thức kéo tay cha mình, ra hiệu cho cha mình không nên nhiều chuyện vào lúc này, bởi vì Dĩnh Oánh nhì rõ ràng cha của mình còn cần trở về để tĩnh dưỡng, ít nhất cần phải mất hai ngày thì sắc mặt vàng như nến này của cha cô mới có thể cải thiện và khôi phục trước kia và lúc phát bệnh hàng tháng cha cô đều sẽ chuẩn bị trước một bồn tắm bằng nước thuốc hoặc là dịch dinh dưỡng sau đó nằm ở trong đấy lần này hình như là chuyện đột nhiên xảy ra cộng thêm chính mình cũng có một khoảng thời gian không cùng ở cha cho nên cô đã sơ sót đương nhiên dường như chính cha cô cũng quên đi việc chuẩn bị này hiển nhiên trước mắt đối với cả ông ta mà nói thì việc liên hệ được với người có thể theo ông ta đi tìm bảo vật kia mới là điều quan trọng nhất. Từ Gia Thành đã khởi động xe rồi. Lâm Chu thì lặng lặng cởi chiếc áo đã ướt cũng của mình. Để lộ ra thân hình với cơ bắp rất cân xứng. Trên thân thể thì còn có những vết sẹo từ rất lâu. Nhìn qua hẳn là vết thương do súng bắn. Nhìn thấy những vết thương này, Tô Bạch không kìm lòng được, sờ lên mũi của mình. Những vết thương này hẳn là vết thương trong cuộc chiến tranh từ mấy thập niên trước. Về điểm này thì không có gì là bí mật cả. Điều khác biệt là Lâm Chu còn sống, không bị đưa vào trong nghĩa trang liệt sĩ mà thôi. Chỉ là cho dù Tô Bạch hay là Từ Gia Thành đều không đơn thuần đến mức đi gặp Lão Anh Hùng để dập đầu lại hay là khóc ròng gì đấy. Tay của Lâm Chu bắt đầu dùng sức trả mạnh vào vị trí ngực mình làm cho một vùng đỏ lên thế nhưng theo động tác này thì ở vị trí ngực của ông ta vậy mà lại xuất hiện một thứ tương tự như hình vẽ bản đồ bản đồ ở ngay chỗ tôi lâm chu cười bắt đầu thở hồn hệt nếu như ngày mai xuất phát vậy thì hôm nay ít nhất cũng cần phải sao chép lại bản đồ này nó được dùng nước thuốc để vẽ lên trên da của tôi tay của tờ gia thành đặt ở bên ngoài xe từ chối cho ý kiến, đồng thời cũng từ bỏ dự định cứ thế đi thẳng. Tô Bạch lắc đầu, nếu như từ Gia Thành đã muốn tham dự vào hành động lần này, chính hắn không có ý định tham gia nữa. Thứ đó vốn là một chiếc gương cổ. Đến lúc đó tìm được, hai người còn phải lục đục với nhau, đi qua tranh giành. Hơn nữa vốn dĩ hai người không hợp nhau, không cần thiết súng lại một chỗ vì một thứ không biết rốt cục có phải là vật hữu dụng hay không. Thế nhưng lúc Tô Bạch quay người chuẩn bị rời đi, Lâm Chu lại lên tiếng. Tô Tiên Sinh, nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi hẳn là biết cha mẹ của cậu. Chẳng qua, sau khi nghe thấy câu nói này, Tô Bạch vẫn không quay đầu, lại tiếp tục vẫy tay, lơ đễnh nói. Có rất nhiều người biết cha mẹ tôi. Thật vậy, quả thật có rất nhiều người biết. Trước đó cha mẹ Tô Bạch để lại cho hắn một tập đoàn lớn như thế cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Điều đó là do chính bọn họ kinh doanh. Lâm Chu dừng một chút rồi nói Tô Tiên Sinh Cậu thực sự cho rằng cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn sao? Tô Bạch bỗng nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình có chút đau nhức. Cũng có phát phiền phức. Lập tức nhếch miệng nói thật đúng là kịch bản cố dích chẳng qua tô bạch vẫn đứng lại tôi thực sự biết cha mẹ của cậu lâm chu rất thả nhiên nói bọn họ là người ưu tú nhất mà tôi đã gặp thực sự là rất ưu tú tô bạch cắn chặt rong song xoay người lại mỉm cười nhìn lâm chu ông còn muốn làm nền bao lâu nữa đúng thế ông còn muốn làm nền bao lâu nữa nếu như cậu muốn biết một số việc liên quan đến cha mẹ cậu Tôi nghĩ tôi có thể nói cho cậu biết một vài điều. Mà những thứ này đều là chuyện cậu không biết. Lâm Trù tiếp tục nói. Trong lúc ông ta nói chuyện, Lâm Trù rất nghiêm túc, vẫn luôn nghiêm túc. Đây là một lão hồ ly, thực sự là một lão hồ ly. Cho dù là lúc còn trẻ tuổi, đúng lúc gặp cảnh quân Nhật xâm lấn Trung Quốc, ông ta vẫn quyết định xếp bút nghiên theo việc binh đao chẳng qua gần một thế kỷ tuổi thọ đã khiến cho ông ta trở nên rất khôn khéo. Đây là trí tuệ do thời gian ban cho. Điều kiện là gì? Tô Bạch đã đi về phía của Lâm Chu. Còn từ gia thành vốn dĩ ban đầu đối với cả việc của Lâm Chu cứng rắn muốn kéo Tô Bạch cùng tham gia vào chuyện này. Anh ta có chút bất mãn, nhưng mà vẫn thản nhiên ngồi trên xe. Thế mà lúc này đây, từ gia thành bỗng nhiên mở cửa xe đi xuống anh ta từ trên hơi thở của tô bạch cảm nhận được một loại cảm giác không thích hợp đây là một loại cảm giác kích động và bức thiết khi đứa con biết được tin tức về cha mẹ mình mất tích đây là một loại sát khí đúng thế vào thời điểm này trên người tô bạch lại tản ra sát khí trên thực tế thì ở nơi đó không chỉ có một chiếc gương cổ mà còn có cả những thứ khác đó không phải là bảo tàng cũng không phải là vàng bạc châu báu đồ bằng ngọc Lúc trước, tôi và cha mẹ cậu đã từng cùng đi đến đó. Thế nhưng trên đường đi, bọn họ có chuyện nên phải rời khỏi đó. Cho nên một lần đó không có hoàn thành. Mà tôi thì sau khi mất đi sự che chở của bọn họ, tôi phải tiếp tục trốn đông núp Tây, tránh né sự điều tra và tìm kiếm đến từ vị đại nhân vật kia. Vì thế sự việc đó đã trì hoãn cho đến tận bây giờ. Nếu như cậu không tin, ở chỗ của tôi còn có một bức ảnh là ảnh chụp chung của tôi và cha mẹ cậu ở trên phà chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ được dáng vẻ của cha mẹ mình nhỉ tô bạch đi đến trước mặt của lâm chu khoảng cách giữa hai người chỉ có hai mét ông có còn gì muốn nói nữa không ánh mắt của tô bạch nhìn thẳng vào lâm chu cậu hãy nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi đi chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ qua thật ra cha mẹ cậu rất có thể cũng giống như tôi sao lúc nói ra những lời này dáng vẻ của lâm chu rất bình tĩnh giống như hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc có chút không đúng trên người tô bạch ồ phải không khóe miệng của tô bạch mang theo nụ cười trực tiếp nhấc cổ lâm chu lên tô bạch bóp cổ của lâm chu hoàn toàn khác với cả lúc trước từ ra thành bóp cổ ông ta từ gia thành là có chừng mực còn Tô Bạch thì hoàn toàn không có trường mực gì cả. Tô Bạch, anh buông cho tôi ra. Dĩnh Oanh Nhi ở bên cạnh lo lắng nói. Cút! Tô Bạch khẽ quát một tiếng. Một đạo cương khí từ trên người Tô Bạch quét ngoang ra ngoài. Trực tiếp quét Dĩnh Oanh Nhi ngã trên mặt đất. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết về tin tức của cha mẹ mình. Tô Bạch tiếp tục nhìn Lâm Chu và nói chuyện. Đồng thời móng tay của hắn đã đâm vào trong cổ của Lâm Chu rồi phát ra một tiếng ma sát chói tai. Thế nhưng, tôi không tin cha của mình sẽ trở thành một khối sát thi ghê tởm như vậy, đồng thời vẫn luôn sống tạm bợ cho qua ngày, giống như một con chuột ở dưới công nước bẩn. Nếu như ông ấy lấy dáng vẻ này xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ đích thân giết chết ông ta, không chốt do dự. So với cả một hình tượng cha mẹ buồn nôn như vậy, ngược lại tôi thật đúng là nguyện ý để bọn họ giống như trong trí nhớ của tôi chính là qua đời sau khi tai nạn giao thông. Dứt khoát, đơn giản như vậy, tránh cho mọi việc xuất hiện phá hỏng ký ức tốt đẹp trong tuổi thơ của tôi. Từ gia thành thì lẳng lặng xuất hiện ở sau lưng Tô Bạch. Lần này hình ảnh có chút tương tự như lúc trước. Chẳng qua lần trước là từ gia thành bóc cổ Lâm Chu, kết quả lại bị Tô Bạch đến phá từ gia thành. Còn lúc này đổi thành Tô Bạch bóc cổ Lâm Chu, từ gia thành xuất hiện ở sau lưng Tô Bạch đây là đang nhắc nhở Tô Bạch. Anh đừng có tùy tiện, chơi như vậy cũng được hả? Nhưng mà không được quá mức đâu đấy. Người này tôi muốn còn sống. Vẻ mặt của Lâm Chu rất bình tĩnh. Cũng không biết là có phải là vì sáp thi khiến cho nét mặt của ông ta trở nên cứng nhắc. Hay là thật ra trong nội tâm của ông ta vẫn luôn duy trì một chút bận tâm. Dĩnh oánh nhì bò dậy. Cô ngồi dưới đất, ngẩng đầu, nhìn Tô Bạch. Cô biết, lấy quan hệ của mình và Tô Bạch, nếu như Tô Bạch thật sự muốn giết cha cô, như vậy cho dù chính mình có cầu xin thì cũng chỉ là làm chuyện vô bổ. May mắn Tô Bạch không có ý định giết người. Ngay sau đấy hắn nới lỏng ngón tay của mình ra, để lại mấy lỗ máu trên cổ của Lâm Chu. Ông ta ngã dầm xuống mặt đất, hô hấp cũng trở nên rất yếu ớt. May mắn Tô Bạch không có ý định giết người. Ngay sau đó hắn nới lỏng ngón tay của mình ra, để lại mấy lỗ máu trên cổ của Lâm Chu Ông ta ngã dầm xuống mặt đất, hô hấp cũng trở nên rất yếu ớt. Đầu tiên là ông ta phát bệnh, sau đó lại bị từ ra thành và tô bạch liên tiếp thay phiên nhau dày vò một lần. Lúc này ông ta đã có chút suy yếu rồi. Đương nhiên, đây là do tô bạch quả thật, không có ý định hạ sát chiêu. Nếu không lấy thi độc của hắn, 10 cái lâm chu cũng chết chắc rồi vứt lâm chu xuống tô bạch quay người rời đi từ gia thành ở phía sau lưng lại ngáp một cái làm như không có chuyện gì xảy ra vậy ngay cả tin tức về cha mẹ của mình cũng không để ý anh thật đúng là có bản lĩnh đấy đối mặt với sự trào phúng của từ gia thành tô bạch không để bụng chút nào hắn không đuổi theo lâm chu hỏi tin tức cha mẹ của mình cũng không có tiến thêm một bước đi hỏi điều kiện của lâm chu bởi vì Tô Bạch không mắc bẫy này. Từ khi Tô Bạch 6-7 tuổi, cha mẹ của hắn đã rời đi rồi. Hắn đã một mình cô đơn, độc lập trong gần 20 năm. Lại không phải phim truyền hình tâm ly bi đát. Lúc cha mẹ Tô Bạch rời đi, bản thân của hắn còn quá nhỏ. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn một mình sinh hoạt và lớn lên. Nói thật lòng, việc đối với cả cha mẹ của mình có bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu tưởng niệm vì một chút tin tức của bọn họ mà lo lắng đến chết đi sống lại. Điều này không thực tế. Ở trong nhận thức của Tô Bạch, cha mẹ của hắn đã qua đời rồi. Điều này cũng rất tốt. Không cần đi đoán loại chuyện bọn họ có phải là thính giả hay không. Có phải bọn họ còn sống hay không? Bản thân của hắn đã làm gì cô Nhi gần 20 năm nay? Chính bản thân hắn không nợ bọn họ nữa rồi. Từ gia thành đưa tay ra, kéo Lâm Chu đang nằm trên mặt đất lên. Một luồng khí màu trắng bạch, bạch hổ, tràn vào trong cơ thể của Lâm Chu, giúp đỡ Lâm Chu điều dưỡng thân thể. Sau đó nói, Được rồi, nếu như anh ta không đi, ông cũng bớt nghĩ đi. Em vẫn còn có thể tưởng tượng được, không thông qua phát thanh khủng bố, thế mà lại có người sống qua 100 năm đấy hơn nữa còn vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Huân Nhi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rất ngạc nhiên nói. Khi mà em chưa là thính giả, em vẫn luôn cho rằng thế giới này rất đơn thuần. Trên thực tế, thế giới này rất thần bí. Có lẽ còn phong phú hơn so với cả cái gọi là thế giới chuyện xưa. Tô Bạch ăn một miếng thịt bò bít tết, mùi vị khá ngon. Là cảm giác mà bản thân của hắn rất thích. Trước đây câu lạc bộ giết người của hắn thường xuyên dùng nơi này để liên hoan. Sau khi Tô Bạch từ chỗ của Lâm Thu rời đi, hắn lập tức nhận được lời mời đi ra ngoài ăn cơm của Huân Nhi. Tô Bạch đem chuyện lúc trước kể qua cho Huân Nhi. Đáng tiếc, ông ta không phải là thính giả. Huân Nhi cảm thán nói, sau đó lại lập tức cười tự diễu. Được rồi, ông ta cũng không thể nào là thính giả được. Thính giả sống 100 năm, điều này cũng không có khả năng lắm. Đúng thế, thính giả sống 100 năm, đến cùng là đã trải qua bao nhiêu thời chuyện truyện xưa rồi. Giúp cục người này cường đại đến mức nào cơ chứ? Đúng rồi, sự việc của cha mẹ anh, anh thật sự buông xuống sao? Huân Nhi hỏi. Tôi bạch cật đầu, hành động kia tôi không có nhiều hứng thú tham gia cho lắm. Hơn nữa, tôi thực sự rất chán ghét dáng vẻ người khác tự cho mình là đúng đi uy hiếp tôi. Cũng đúng. Anh thật vất vả mới đi ra được bóng ma tâm lý kia. Hiện tại bảo anh nhảy vào lại, quả thật không cần thiết. Huân Nhi cầm dao nĩa lên, cũng bắt đầu ăn. Em thì sao? Khoảng thời gian gần đây trôi qua như thế nào rồi? Chắc hẳn lại một lần nữa đi làm lại rồi chứ. Vẫn ổn. Cơ hội lần trước em đã tự mình bỏ dở. Hiện tại chuyển đến một ban ngành tương đối nhàn nhã rồi. Mỗi ngày không có nhiều chuyện cần làm. Ngồi ngẩn người thôi sau đó suy nghĩ về nhân sinh như thế cũng tốt nói đến đây thì Tô bạch bỗng nhiên nhớ đến sở triệu lúc này hắn không chút biến sắc hỏi gần đây sở triệu có liên lạc nhiều với em không vẫn bình thường không phải thường xuyên liên lạc huân nhi lắc đầu nhưng mà thỉnh thoảng vẫn đi ra ngoài họp mặt ăn một bữa cơm gì đấy anh là người bận rộn thường xuyên chạy ra bên ngoài em và sở triệu cũng không có nhiệm vụ hiện thực gì cần làm cả Thật ra thì phần lớn thời gian đều ở Thượng Hải, cho nên số lần em và cậu ta gặp nhau nhiều hơn anh một chút. Vậy gần đây cậu ta có cử chỉ nào khác thường không? Tô Bạch hỏi. Cử chỉ khác thường? Huân Nhi lắc đầu. Không có. Chẳng qua gần đây hình như cậu ta kết giao với cả một vài người bạn. Lần trước em còn gặp phải. Kết quả cậu ta không giới thiệu cho em biết. Thay vào đó xem em là một người bình thường. Thật ra Huân Nhi không có suy nghĩ quá nhiều bất kỳ một thính giả nào đều sẽ tự nhiên thành lập vòng tròn thính giả của chính mình cho dù là người có tính cách quái gở như tô bạch cũng có đám người mập mạp hòa thượng là vòng tròn tương đối cố định những thính giả cấp thấp tự nhiên cũng sẽ có vòng tròn thính giả cấp thấp của riêng mình hôn nhi cảm thấy điều này rất bình thường nhưng ở trong mắt của tô bạch lại không bình thường rất hiển nhiên đám người đó hẳn là người của tổ chức kia cái tổ chức có sự lan truyền nhanh chóng giống như tế bào ung thư vậy. Tô Bạch không chắc có phải là trước kia cũng đã có tổ chức tương tự như thế này hay không. Dù sao cái nghề bán hàng đa cấp này, từ cổ chí kim, từ trong hay ngoài nước đều chẳng có gì mới lạ. Phát thanh khủng bố đã được xây dựng từ nhiều năm rồi. Chẳng lẽ đến tận bây giờ mới bắt đầu có người đầu tiên có dũng khí làm điều này sao? Chẳng qua nếu như sở triệu không có ý kéo Huân Nhi vào trong tổ chức kia, xem như là còn có chút lương tâm. Nhưng mà lần trước người phụ nữ treo cổ tự sát kia là chuyện gì? Rốt cục ở trong sự việc kia, sở triệu tham dự bao nhiêu? Rốt cục anh ta có biết tình hình hay không? Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác được có chút phiền muộn. Nếu như ở giữa hắn và sở triệu không có nhiều quan hệ như vậy, chính mình cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy lúc này tô bạch tương đối hoài niệm cảm giác người cô đơn thật ra không có gì cố kỵ cũng là một chuyện vui vẻ ăn được 7-8 phần bò bít tết tô bạch cầm lấy ăn lo miệng sau đó lại nhìn huân nhi em mời khách nhá biết rồi đại thiếu gia nghèo túng của em huân nhi biết tình hình hiện tại của tô bạch chi phí của nhà hàng này rất cao hơn nữa bản thân cô ta còn mở một chai rượu vang đỏ tự nhiên là do chính mình đến mời khách. Chỉ là lúc đem thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ, trong lòng Huân Nhi không khỏi cảm thấy thổn thức. Sự thay đổi của Tô Bạch quả thật rất lớn. Không riêng gì vấn đề có tiền hay không, mà ngay cả thói quen sinh hoạt, thậm chí là khí chất trên người Tô Bạch đều có sự khác biệt rất lớn với trước kia. Đây chính là ảnh hưởng và thay đổi của phát thanh khủng bố đối với cả thính giả sao. Trước đó, em đã dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn bánh ngọt và kem ly để đóng gói mang về cho con nuôi của em ăn. Con nuôi mà trong miệng Huân Nhi nhắc đến dĩ nhiên là chỉ Tiểu Gia Hỏa rồi. Ờ. Ừ. Thật ra da mặt của Tô Bạch khá dày, không có chút nào giác ngộ xấu hổ vì đi ăn chùa của bạn nữ. Xách theo túi đồ rời khỏi nhà hàng, Huân Nhi không đi lấy xe của mình mà là ngồi lên xe của Tô Bạch. Trong xe của anh cũng quá bẩn rồi. Huân Nhi lấy một tờ khăn ướt lau đi bụi bẩn xung quanh. Chiếc xe này nên đi rửa rồi, giống như trong cuộc sống vậy, có thể cải thiện sinh hoạt tốt hơn một chút. Tôi hiểu. Tô Bạch lơ đánh nói, lúc chuẩn bị lái xe rời lại thì bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tương đối quen mắt lái đến. Đây là của sở triệu. Huần nhì có chút ngoài ý muốn. Hôm nay em cũng không nghĩ tới đây là trùng hợp như vậy đâu. Nếu như cậu ta đến sớm một chút, chúng ta có thể ngồi cùng bàn rồi sở triệu bởi vì thân phận cảnh sát của mình đương nhiên anh ta không có khả năng tùy tiện đổi một chiếc xe sang trọng xe của anh ta đã nhiều năm chưa đổi rồi huân nhi đang chuẩn bị xuống xe ra ngoài chào hỏi kết quả tô bạch lại ấn nút khóa cửa xe khoan đã huân nhi hơi nghi hoặc một chút nhưng mà không nói gì xe của tô bạch đỗ ở một góc trong cùng bãi đậu xe của nhà hàng vì lẽ đó sở triệu hẳn là không phát hiện ra chiếc xe porsche này anh ta lái thẳng xe vào tìm một chỗ để đồ. Ngay sau đó, ở phía sau Tô Bạch nhìn thấy sở triệu đỗ xe xong rồi đi theo hai người nam một người nữ đi về phía vị trí thang máy trung tâm trong bãi đậu xe. Đây chính là đám bạn của cậu ta mà em đã nhắc đến sao? Tô Bạch hỏi. Người phụ nữ này lần trước em đã gặp qua, còn hai người đàn ông này thì em chưa thấy. Xem ra có khá nhiều người. Tô Bạch thở ra một hơi, Nói thật lòng thì Tô Bạch đang do dự Hắn không biết mình nên làm như thế nào Trực tiếp đi đến lôi sỏ triệu về sao Sỏ triệu chưa chắc đã bình tĩnh được như hắn Hơn nữa mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình Anh ta không phải là trẻ con Cho dù phía trước có là hố lửa đi chăng nữa Chính anh ta là người lựa chọn nhảy vào Đi thôi Cuối cùng thì Tô Bạch đưa ra quyết định Khởi động xe chuẩn bị rời đi Thật ra nếu như cháu đổi vị trí của Huân Nhi và Sở Triệu, có lẽ lựa chọn sẽ tô bạch khác. Dựa vào quan hệ giữa hắn và Sở Triệu đã sớm có vết rách rồi. Hơn nữa Sở Triệu tình nguyện đi tin tưởng tổ chức kia cũng không chịu tin hắn. Một người thính giả có thực lực và thâm niên hơn anh ta. Điều này cũng cho thấy một vấn đề nhất định. Hình như Huân Nhi cũng đã nhận ra được chút gì đó vi diệu trong bầu không khí này cô ta không nói gì tiếp tục an tĩnh ngồi bên kia lái phụ có đôi khi phụ nữ quả thật thông minh và nhạy bén hơn đàn ông thế nhưng ngay khi xe của tô bạch vừa mới rẽ lên chuẩn bị đi lên dốc một chiếc xe audi có như thế lao xuống đây là lối ra của bãi đậu xe xe ở bên ngoài muốn vào thì sẽ không đi theo lối này đâu hơn nữa nhìn từ tốc độ của xe để xem xét căn bản không phải là đến để đỗ xe Cô Bạch lập tức đánh tay lái sang bên, dẫm phanh. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi việc bị chiếc xe Audi đã va vào. Ngay sau đó thì tốc độ của chiếc xe Audi kia thế mà không giảm, vọt thẳng về phía bên đám người sở triệu. Trước đó tiếng ma sát chói tai đã khiến cho đám người sở triệu cảnh giác. Thấy chiếc xe Audi này lao đến, mấy người sở triệu cùng nhau né tránh. Chiếc xe Audi thắng gấp, dừng lại ngay sau đó thì từ trong xe có hai người đeo mặt nạ ác quỷ đi xuống bốn người các ngươi lại dám mưu đồ bí mật phản bội tổ chức cái gì gọi là mưu đồ bí mật phản bội tổ chức các người xem chúng tôi như súng để sử dụng đừng cho rằng chúng tôi không nhìn ra người phụ nữ đứng bên cạnh sở triệu bác bỏ nói hơn nữa đều là thính giả với nhau anh thật sự dám ra tay với chúng tôi ở hiện thực sao một người đàn ông đeo mặt nạ vung tay lên. Một tờ giấy có chữ ký và vân tay rơi xuống. Lúc trước, khi mà các người đồng ý gia nhập vào tổ chức, đã tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Người vi phạm sẽ bị diệt trừ. Hiện tại chúng tôi ra tay với các người là việc phù hợp với cả nhân quả thôi. Tô Bạch vẫn luôn ngồi trong xe, không có động tĩnh gì. Sau khi nghe thấy câu này, hắn vô thức vỗ và vô lăng cảm thán. Còn mẹ nó chứ, còn có thể chơi bẩn như vậy sao Tô Bạch bỗng nhiên có một loại cảm giác rất buồn cười Có một loại cảm giác quy tắc của phát thanh khủng bố Bị chơi hỏng rồi Trên thực tế thì loại cảm giác này từ rất lâu trước kia Tô Bạch đã sớm có Đó chính là phát thanh khủng bố coi thính giả Và chuyện xưa như một trò đùa để chơi vui Nhưng mà tại sao lại không phải là thính giả Coi phát thanh khủng bố thành trò chơi Đồng thời chơi đùa với nó rất nhiều quy tắc rất nhiều con đường thật ra trong lòng của mọi người đã biết được rõ ràng giống như một người chơi già dặn kinh nghiệm đã sớm thăm dò hết được những kịch bản thường thấy trong trò chơi giống như lúc trước đấy giữa tô bạch và từ gia thành trên thực tế thì hai người bọn họ đều rõ ràng sau khi từ gia thành từ bỏ phản ứng cứ như thế ăn một quyền của tô bạch thật ra quan hệ nhân quả giữa hai người được xem như là xóa bỏ dù sao lúc trước thì tuy từ gia thành sai khiến người đi giết tô bạch nhưng mà tô bạch không chết ngược lại còn vì họa được phúc lấy được khối huyết ngọc của từ gia thành đồng thời việc đó cũng không gây nên tổn thất gì lớn cho tô bạch hơn nữa khoảng cách từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã đủ dài rồi sau khi từ gia thành lấy ra thái độ xin lỗi và chấp nhận chịu đựng một đòn để trả giá nếu như tô bạch còn tiếp tục dây dưa đến khi đó quan hệ nhân quả sẽ phải tính lên đầu hắn thôi thật ra quy củ của phát thanh khủng bố tương đương với cái gọi là đạo lý hơn nữa còn là loại đạo lý lớn rất thông tục và dễ hiểu trên thực tế thì nó rất dễ lý giải đồng thời cũng rất dễ phỏng đoán chẳng qua loại đạo lý lớn này thường khó mà được phán triệt và thi hành trong hiện thực bởi vì mỗi người đều tham lam sự lựa chọn của mỗi người đều căn cứ vào cái mông để quyết định cái đầu. Cho nên đạo lý lớn kia, phần lớn thường tồn tại giống như là một loại không chung lâu các, rất tốt đẹp, rất thông tục, nhưng mà lại không có tác dụng gì cả. Chú thích, cái mông quyết định cái đầu. Đây là từ lóng trên mạng, xuất phát từ hồng lâu mộng, Dùng cách nói văn vẻ hơn, chính là vị trí quyết định suy nghĩ một người thường ngồi ở vị trí nào sẽ quyết định góc độ và phạm vi suy nghĩ của người đấy không chung lâu các thường dùng để nói đến những thứ hư cấu hoặc là lý luận không thực hiện được hết chú thích cũng chính vì thế mà khi bản thân phát thanh khủng bố lấy ra quyền uy tuyệt đối đem đạo lý lớn này ra ngoài những thính giả lộ ra rất không thích bởi vì quá hài hòa cũng quá tốt đẹp và quá tinh tế rồi nếu như ngay từ đầu lúc tổ chức kia thu nạp thành viên cho thành viên mới kia một phần thưởng nhất định sau đó đưa bọn họ đi tẩy não đến sau cùng để bọn họ tuyên thệ đồng thời viết xuống khế ước như vậy chờ đến lúc những thành viên này chuẩn bị phản loạn rời ra ngoài tổ chức kia đương nhiên có tư cách thanh lý môn hộp. bởi vì bọn họ có lý có chứng cứ đạo lý hoàn toàn sáng suốt cứ như thế thật ra thay đổi lớn nhất chính là Thông qua sự vận hành của tổ chức, tìm cách tránh né quy tắc giữa những thính giả không được tùy ý công kích lẫn nhau. Cho đến bây giờ, Tô Bạch mới rốt cục hiểu rõ, sở dĩ cái tổ chức kia có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh như vậy, tẩy não và mê hoặc là chỉ những thủ đoạn ban đầu, nhưng càng về sau sẽ có những biện pháp cường mạnh hơn. Theo cách đấy, cứ tiếp tục như vậy, tổ chức kia sẽ phát triển thành một quy mô có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngồi ở trong xe Tô Bạch đang suy nghĩ đến những thứ này. Còn Huân Nhi thì rất lo lắng nhìn mấy người đã bắt đầu ra tay. Hai quỷ võ giả đang theo mặt nạ ác quỷ. Trên người mặc tương tự như trang phục của võ sĩ. Nhìn qua dáng vẻ quả thực rất dọa người. Đương nhiên xuống tay quả thật rất dứt khoát lưu loát. Ít nhất là lúc đối mặt với cả đám người sở triệu thì có ưu thế áp đảo. Hai quỷ võ giả này đều là thuộc loại hình cường hóa cận chiến, nhưng mà không phải là loại hình cường hóa võ sĩ gì đấy. Trong đó có một người hẳn là cường hóa cổ võ, người còn lại là cường hóa đao pháp, còn bốn người bên phía sở triệu, có vẻ như chủng loại phong phú. Thế nhưng chủng loại phong phú khi đối mặt với cả thế công rất sắc bén và quả quyết của hai quỷ võ giả này, bốn người kia căn bản không có lực chống đỡ gì cả. Trong tay sở triệu cầm một thanh trường cung, Thanh trường cung này là trước đó Tô Bạch đưa cho anh ta. Lúc trước Tô Bạch trao đổi với cả mập mạp. Trên đường về nhà gặp phải vụ lừa đảo của thính giả. Sau đó Tô Bạch giết chết ba thính giả kia. Tất cả chiến loại phẩm đều để sở triệu vào Huân Nhi phân chia. Huân Nhi lấy chiếc rùi màu tím, còn sở triệu thì lấy cây cung này. Thế nhưng đối mặt với cả công kích cận chiến của đối phương, sở triệu căn bản không có cơ hội và cũng không thể đứng thẳng người dương cung lên bắn được anh ta chỉ có thể coi trường cung như một vũ khí để phòng ngự mà thôi rất miễn cưỡng mới có thể ngăn cản được thế công đến từ đối phương anh không xuống xe giúp anh ta sao hôn nhi nhìn tô bạch cô ta không vội vã tự mình đi xuống xe trước mà chính là hỏi qua ý kiến của tô bạch đương nhiên một phần là bởi vì hiện tại tô bạch đã khóa cửa xe lại bây giờ nếu như cô ta muốn đi xuống trừ khi là đánh vỡ cửa sổ xe nếu không thật đúng là không cách nào cả. Thế nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào để cho chính mình và Tô Bạch đoạn tuyệt. Cho dù là sở triệu hay Tô Bạch, cả hai đều là bạn tốt của cô ta. Hiện tại Huân Nhi thật đúng là rất khó xử. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Làm như không có việc gì xảy ra vậy. Hút một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói. Ánh mắt hơi nheo lại, mang theo tư thái không chút quan trọng nói. Tôi cảm thấy có vài thời điểm Phong cách hành sự của tôi quá mức làm theo ý mình rồi Hả? Huân Nhi vừa nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài Vừa nhìn về phía Tô Bạch Bỗng nhiên nói ra câu nói có chút Không hiểu được Ý của tôi là tôi thường xuyên làm việc Mà không cân nhắc đến cảm thụ của người khác Tôi cảm thấy dáng vẻ đó quả thật không tốt Giống như bây giờ Sở triệu gặp nguy hiểm vậy Rất hiển nhiên cậu ta thật sự có nguy hiểm nhưng mà em cứ như thế đi xuống giúp cậu ta với thực lực của em cho dù thêm vào cũng không đánh được hai người kia đâu xuống dưới thì có tác dụng gì chứ ngược lại sẽ chỉ cùng cậu ta bị cuốn vào trong chuyện này thôi đến lúc đó nếu như hai người các em đều chết ngược lại sở triệu sẽ cảm thấy rất áy náy áy náy vì cậu ta đã làm liên lụy đến em không phải sao trên mặt huân nhi tràn ngập vẻ không hiểu hỏi thế nhưng chẳng phải còn có anh sao tôi. Tô Bạch vươn một ngón tay ra, chỉ vào mặt của mình. Em biết vì sao quan hệ giữa tôi và cậu ta chẳng còn tốt nữa không? Nhiệm vụ hiện thực lần trước liên quan đến vụ án đầu độc. Em cũng biết rồi đấy. Huân Nhi khẽ gật đầu. Từ trong bức ảnh mà sở triệu gửi đến, anh đã phát hiện ra điểm không đúng. Sau đó đã lập tức từ cửu trại câu về Thượng Hải để giúp sở triệu. Sau cùng, bạn gái của cậu ta bị anh đưa về chờ lúc cậu ta đi ra khỏi cửa nhà tôi cô bạn gái kia của sở triệu đã lập tức cầm súng tự sát trước mặt cậu ta tô bạch nhún vai rồi nói sau đấy con hàng này mắng tôi suốt mấy tháng liền mỗi ngày liên tục gọi điện thoại đến quấy giày tôi còn tới chặn ở cửa nhà nữa để cho cậu ta một lời giải thích em hiểu em cũng rất lý giải điều đấy khi đấy sở triệu còn chưa là thính giả vì thế cho dù con nói cho anh ta biết về những vụ việc liên quan đến nhiệm vụ hiện thực thì ngay lập tức trí nhớ của sở triệu cũng bị xóa sạch thôi anh cũng chẳng còn cách nào khác huân nhi nói đúng thế sau đó tôi cảm thấy rất phiền cho nên đã đánh gãy chân của sở triệu để cậu ta ở nhà suy nghĩ đừng đến làm phiền tôi huân nhi việc này uh, việc này em cũng biết mà sau này em và cậu ta đều trở thành thính giả rồi trần tướng của sự việc kia cũng trở nên rõ ràng nhưng mà cái gai đó luôn chôn sâu trong lòng rồi huân nhi chẳng lẽ em không cảm nhận được sao quan hệ giữa tôi và cậu ta đã sớm không còn giống như lúc trước nữa rồi khi mà mọi người cùng nhau thành lập nên câu lạc bộ giết người đã um, có chút biến chất tô bạch nghiêm túc giải thích ý nghĩa ở sâu trong lòng của mình ánh mắt của huân nhi nhìn về phía cuộc chiến ở phía xa bốn người bên phía sở triệu thì đã có hai người bị trọng thương ngã trên mặt đất máu tươi tràn ra chỉ còn lại sở triệu và một tên gia hỏa hình như thuộc loại hình cường hóa người sói vẫn còn tiếp tục đối chọi thế cục quả thật rất gấp thế nhưng lúc này tô bạch thế mà còn đang nói với cô ta những chuyện này huân ni thật đúng là có loại cảm giác gấp gáp đến phát khóc rồi đây là chuyện rất bình thường tô bạch anh cũng phải hiểu chứ dù sao không phải mỗi người đều có thể nghĩ được thông suốt chuyện này đâu. Cho dù nghĩ được thông suốt thì trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc thôi. Đây là việc khó có thể tránh khỏi được. Em cảm thấy sở triệu đã nhìn rất thoáng rồi. Bên kia đang rất nguy hiểm kia. Tô Bạch em cầu xin anh đấy. Ra tay đi. Nếu không sẽ muộn mất. Thực sự muộn mất. Đối mặt với sự sốt ruột của Huân Nhi. Tô Bạch vẫn còn tiếp tục điềm nhiên như không có chuyện gì cả. Dường như lúc này Tô Bạch chính là một cậu nhóc hiếu học, cứng rắn, muốn giải quyết xong đề thi khó đang bày ra trước mặt mình. Thật đúng là làm cho Huân Nhi sốt ruột. Thậm chí một bàn tay của Huân Nhi đã đặt ở trên cửa sổ xe. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phá vỡ cửa sổ xe. Đi xuống, hỗ trợ. Cô ta quả thật không thể trơ mắt nhìn sở triệu cứ như thế chết ở trước mặt mình. Mà chính mình lại ở đó thờ ơ. Không thể nói thế được lúc đầu tôi đã phải chịu mạo hiểm rất lớn để cứu được cậu ta tôi không cần cậu ta phải cảm kích thế nhưng loại ngăn cách này chính là do cậu ta chủ động tạo thành hiện tại trường cung ở trên tay cậu ta cũng là do tôi tặng vốn dĩ chúng ta có thể giống như lúc tạo nên câu lạc bộ giết người xây dựng nên một vòng quan hệ nhỏ trong thính giả vốn dĩ chúng ta có thể trở thành những người chiến hữu thân thiết và khăng khít nhất giống như trước kia vậy thế nhưng hiện tại đã rất khó rồi em biết không hôm trước tôi gặp một sự việc khả năng cậu ta tham dự vào trong đấy rất có thể mục đích chính là vì tính kế tôi đấy vì kéo tôi xuống nước vẻ mặt của tô bạch rất nghi hoặc nhìn huân nhi mỗi người đều có quyền được đưa ra lựa chọn cho riêng mình không đúng sao hơn nữa một khi đã đưa ra một lựa chọn gì nên chấp nhận gánh chịu hậu quả đấy không phải sao hơn nữa em có tin hay không nếu như hiện tại tôi đi cứu sở triệu giống như một chúa cứu thế xuất hiện trước mặt cậu ta sở triệu được cứu về sau đó cậu ta không những cảm kích tôi thậm chí ở dưới đáy lòng còn càng thêm oán trách tôi cảm thấy tôi đã dẫm đạp lên tự tôn của cậu ta cảm thấy tôi đã xen vào chuyện của người khác cảm thấy tôi tự ỷ vào việc tự cho mình là bạn của cậu ta cứ như thế không chút kiên kỵ gì can thiệp vào cuộc sống của cậu ta cho dù hiện tại cậu ta đã sắp bị giết chết cậu ta rất thống khổ cậu ta thật sự không muốn chết cậu ta muốn sống sót nếu như cứu cậu ta chính là những người khác trong lòng sở triệu sẽ cảm kích chỉ là nếu như người cứu sở triệu lại là chính tôi cậu ta sẽ oán trách thậm chí là ghi hận bởi vì tôi là bạn của cậu ta sở triệu cảm thấy tôi là bạn của cậu ta cậu ta cảm thấy tôi cho rằng mình là bạn của cậu ta vì thế cậu ta có tư cách Có cảm xúc đi oán trách tôi Em biết không Những thính giả thực tập khác Gặp tôi đều sẽ vô thức Rất cung kính gọi tôi một tiếng đại nhân Cậu ta thì sao Hôm trước sở triệu Còn lời thề son sắt yêu cầu tôi Đi cùng cậu ta đến cục cảnh sát Em có cảm thấy điều này kỳ lạ không Tô Bạch Ai không đi cứu thì em đi cứu vậy Nếu như anh cảm thấy em và sở triệu Không xứng đáng làm bạn của Tô Bạch đại nhân anh Vậy thì em cũng không dám đặt mặt dày mày dạn đẻ bám lấy anh nữa đâu. Huân Nhi thực sự tức giận. Cô ta đánh một trưởng, làm vỡ nát cửa xe. Tô Bạch thở dài. Em là phụ nữ, lại còn thích anh. Em và cậu ta không giống nhau. Lúc nghe thấy những lời này, Huân Nhi vừa thẹn thùng lại vừa tức. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ hơi thở hồn hẹn, cô ta thật đúng là không biết nên nói gì. Tay của em bị thương rồi, trong xe có băng y tế đấy Em tự mình băng bó một chút đi Tôi đi giúp đỡ cậu ta một tay Lần cuối cùng Kể từ nay thì tôi và cậu ta không còn dây dưa gì với nhau nữa Nó thật lòng là bạn của cậu ta Thật đúng là mệt mỏi Ông đây muốn giúp cậu ta Vậy còn phải dối dám chú ý đến phương thức này Có đôi khi tôi thật đúng là cảm thấy Mình đang nuôi một con husky mà Lúc này thì tôi bạch bỗng nhiên cảm giác được hình như bản thân của hắn thích hợp làm bạn với cả đám người mập mạp và hòa thượng nên hố thì hố nên hợp tác thì hợp tác nên xé rách mặt thì xé rách mặt hơn mọi người đều ở trong một tiết tấu và tần suất ngược lại cảm thấy sòng phẳng gọn gàng thật vui vẻ bốn người xả chiều căng hết cỡ cũng chỉ là mới vừa chuyển từ người thực tập lên thành thính giả chính thức thôi nhiều nhất cũng mới trải qua một lần cường hóa ở trước mặt hai quỷ võ giả kia, quả thật không đáng nhắc đến. Hai quỷ võ giả kia, nhìn thoáng qua cũng là người có cấp độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức 3 rồi. Hơn nữa nếu như không phải là do hai quỷ võ giả kia, cũng muốn chính mình không bị thương. Vì thế cố ý phân tán thực lực một chút. Có lẽ khi hai người này cùng nhau dốc hết toàn lực để đối kháng với cả bốn người kia, toàn bộ mọi việc đều sẽ được giải quyết chẳng qua bây giờ cục diện cũng gần như là vậy rồi trước ngực của người phụ nữ bị trúng một đau cô ta che miệng vết thương nằm trên mặt đất rên rỉ cho dù có được khâu lại thì cô ta cũng sẽ nhanh chóng chết vì mất máu một người đàn ông khác thì sau lưng bị trúng một quyền rất nghiêm trọng không biết có tạo thành thương tổn gì với cả sống lưng hay không tóm lại là anh ta nằm trên mặt đất không đứng dậy đi nổi kiên trì đến sau cùng là Sở Triệu và một tên gia hỏa cường hóa người sói, nhưng lúc này cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Người đàn ông có cường hóa người sói bị đánh đến mức bị ép rời khỏi trạng thái cường hóa của người sói rồi. Mặt mũi bầm dập, bị bóp cổ chống đỡ lên vách tường. Sở Triệu thì bị đạp bay trường cung trong tay, bị một chân của đối phương gắt gao dẫm trên mặt đất, không cách nào tránh thoát. Đồng thời đối phương cũng dơ đao trong tay lên. Sở triệu cắn chặt răng. Trong miệng của anh ta thỉnh thoảng có tơ máu chảy ra. Hai mắt nổi giận. Đúng thế. Anh ta không muốn chết. Làm sao anh ta lại có thể muốn chết được cơ chứ? Anh ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Thật sự không cam lòng. Vì sao người kia có thể một đường sống sót trở nên cường đại? Mà chính hắn lại vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ thực tập thôi. Đã phải chết đi rồi. Dựa vào cái gì chứ? Chuyện này không công bằng Không công bằng Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Làm sao mình lại kém hắn được chứ Dưới lớp mặt ác quỷ kia Quỷ võ giả lộ ra một đôi mắt chim mưng Lúc này Từ trong ánh mắt của anh ta Có thể thấy được khoái ý Nói gì thì nói Cho dù những người đó Thực sự là cường giả Bình thường muốn giết một thính giả Trong hiện thực cũng có cố kỵ rất lớn Nhưng là anh ta không thấy được Thứ khoái cảm này rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung ra. Đào hạ xuống, ánh sáng rất chói mắt, mang theo một loại tuyên cáo tử vong. Vào lúc này thì sở triệu nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút tiếp theo. Không phải tất cả mỗi người đều có dũng khí trực tiếp đối mặt với cả tử vong. Nói gì thì nói sở triệu cũng là một cảnh sát. Keng Một tiếng vang vọng truyền đến, Sở triệu không cảm nhận được đau đớn khi binh khí đâm vào người mình. Anh ta mở mắt ra nhìn thấy một bóng lưng xuất hiện trước mặt mình. Ngón tay của người kia giữ lấy thanh đao. Tại sao là cậu ta? Vì sao là cậu ta? Chắc hẳn cậu đã đến từ sớm rồi. Chắc hẳn cậu đã đứng ở đó nhìn trò cười của tôi từ rất lâu rồi. Sau đó trở đến lúc tôi sẽ bị giết chết lại xuất hiện. Giống như một đấng cứu thế vậy. Cậu muốn tôi phải quỳ lại cậu đối với cậu dập đầu để tỏ hít cảm ơn sao? Cậu rất mạnh, cậu thật vĩ đại, cậu thật đáng sợ, cậu quả thật loại hại đấy. Không biết vì sao những ý niệm và cảm xúc này bỗng nhiên ùa vào trong đầu sở chiều. Anh ta cũng không biết vì sao bản thân mình lại nghĩ như vậy. Chẳng qua anh ta không khống chế nổi. Ngón tay của tô bạch kẹp lấy thanh đao, sau đó bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Thanh đao này chưa thu lại, cứ thế chém lên bờ vai của tô bạch nhìn giống như thực lực của tô bạch không đánh lại được vậy chống đỡ không nổi tô bạch nặng nề ho khan đầu tiên thì quỷ võ giả kia sững sờ nhìn thanh đao của mình đâm vào bà vai của đối phương sau đó trong lòng thì cũng yên tâm hơn anh muốn tìm chết à quỷ võ giả cầm đao quát lên tô bạch lắc đầu cậu ta là bạn của tôi tôi thì không thể nhìn cậu ta cứ thế mà chết đi được vì thế có lý giải một chút không? Tô Bạch nói với cả võ quỷ giả. Giọng đều rất chân thành. Thái độ đoan chính. Cho cậu ta một con đường sống đi. Những người còn lại các anh đều có thể giết chết. Đương nhiên, để cho đối phương đâm đao vào vai của mình cũng là do Tô Bạch cố ý. Không còn cách nào khác. Người ta giết chết sở triệu tuyệt đối là có quan hệ nhân quả. Chính mình vào thời điểm này ra tay cứu sở triệu cũng là có quan hệ nhân quả dù sao trò triệu và hắn cũng quen biết nhau là bạn bè cùng nhau lớn lên thế nhưng nếu như tô bạch muốn ra tay giết chết những quỷ võ giả trước mặt này thì lại không có lý do nhân quả nào cả không có quan hệ nhân quả việc này cũng không dễ xử lý chính mình tạo ra một quan hệ nhân quả là được sát tâm của tô bạch luôn rất nặng nếu không lúc trước khi mà hắn vẫn là người bình thường hắn sẽ không xảy ra và xây dựng câu lạc bộ giết người kia hoặc là không ra tay. Nếu đã lựa chọn ra tay thì nhất định phải hoàn toàn giết chết đối phương. Hắn sẽ không xây dựng câu lạc bộ giết người kia. Hoặc là không ra tay. Nếu đã lựa chọn ra tay thì nhất định phải hoàn toàn giết chết đối phương. Cút! Quỷ võ giả không chút nào nẻ mặt to bạch. Anh ta cố ý để lòng bàn tay của mình vỗ mặt vào chuôi của thanh đao. Thân đao run lên. Bởi vì thân đao khảm vào trong máu thịt của tô bạch cho nên một trưởng này chẳng khác gì cố ý đem miệng của vết thương to hơn cơ thể của tô bạch run lên lùi về sau mấy bước quỳ một chân xuống mặt đất đối phương rút thanh đao ra máu tươi trên vai của hắn cũng bắt đầu ào ào chảy ra xuất hiện một vết thương đáng sợ đến lúc rồi ánh mắt của quỷ võ giả tràn ngập lạnh lẽo một đao lại đâm đến bởi vì sở triệu nằm ngay sau lưng tô bạch cho nên một đao kia thật sự là dự định đồng thời chém vào cả người Tô Bạch và Sở Triệu. Nếu như Tô Bạch không tránh ra, thì sẽ theo Sở Triệu cùng một chỗ bị chém giết. Thế nhưng vào lúc này, ngón tay của Tô Bạch lại một lần nữa vươn ra, vững vàng giữ lấy thân đao. Lần này ngón tay của hắn không run rẩy, thân đao được vững vàng giữ chặt. Quỷ võ giả dùng sức lai động chui đao, thế nhưng anh ta lại ngạc nhiên phát hiện ra thanh đao này căn bản không nhúc nhích chút nào tô bạch ngẩng đầu rất bình tĩnh nhìn tên quỷ võ giả trước mặt này nói thật lòng lấy thân phận và tư cách của tô bạch việc hắn ra tay với cả một thính giả có cấp bậc như thế này quả thật có chút bắt nạt người ta hơn nữa tô bạch là vì muốn loại bỏ hoàn toàn quan hệ nhân quả với mình còn cố ý giả bộ sợ hãi thật đúng là có chút mất mặt đàn ông quy củ của phát thanh khủng bố thật ra chính là như vậy bị thính giả dùng đủ loại phương thức để chơi học thật giống như mấy cô gái mới lớn vậy chỉ cần cho tiền thôi chỉ cần nói thông đạo lý là có thể tùy tiện đổi các loại tư thế đi anh quỷ võ giả có chút ngạc nhiên khi ánh mắt của anh ta nhìn về phía phần vai của tô bạch vừa mới bị anh ta chém ra vết thương vô cùng trói mắt thế mà vào lúc này đang lấy tốc độ nhanh chóng Dùng mắt trần có thể nhìn thấy được nó đang khép lại. Trong lòng quỷ võ giả lại càng thêm sợ hãi. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Tình bạn của Sở Triệu và Tô Bạch thì coi như là đi đứt rồi. Và dường như Sở Triệu sẽ là một đối thủ đáng gờm của Tô Bạch về sau. Biết đâu lại trở thành một nhân vật phản diện giống như kiểu là Naruto và Sasuke vậy. Goodbye.